Chúng ta vào đường hấp thu thứ hai là hấp thu trực tiếp thì nó sẽ đi trực tiếp vào trong cái tuần hoàn trung tâm. Thì cái đường mà hay dùng nhất đó chính là đường tiêm dẫn mạch hoặc là tiêm truyền dẫn mạch. Tiêm dẫn mạch thì chúng ta tiêm theo rất nhỏ, tiêm truyền dẫn mạch chúng ta dùng theo rất lớn hơn, thời gian tiêm kéo dài hơn. Cái thứ hai nữa hay dùng đó là tiêm vi da và tiêm tắc. Thì đặc điểm hấp thu của cái đường tiêm vi da tiêm tắc chúng ta biết rồi, đó là lợi dụng cái khoảng trống giữa các tế bào mô vi da và mô cơ. Còn tiêm tĩnh mạch thì chúng ta đưa trực tiếp thuốc vào trong cái hệ thống tĩnh mạch. Thì cái ưu điểm của đường này là nó sẽ cho hiệu quả hấp thu rất là nhanh. Và đó đa số đường tiêm chúng ta xử lý trong trường hợp các trường hợp chúng ta cần cấp cứu hoặc là những cái cơ bệnh lý diễn biến nặng của bà. Cần đi tìm cấp, nên cần tìm cấp không bằng. Nhược điểm của đường này đó là bất tiện. Bất tiện thứ nhất là về mặt kỹ thuật. Tức là chúng ta phải biết tìm thì chúng ta phải tìm được. Bây giờ đi cho các chị nhận cái ống thuốc kêu các chị tìm lên mặt, chị nhận tiền không? Đó, yeah. Đôi khi bác sĩ cũng không có tiền, chủ yếu là ai tìm? Điều dưỡng. Bởi vì người ta học kỹ năng để tìm cái đó. Rồi tiếp nữa là thứ hai là vô trùng, bởi vì chúng ta đưa thuốc một lượng lớn vào trong mạch máu. Nếu thuốc nhiễm khuẩn thì chúng ta đưa vi khuẩn vào trong máu. Mà thuốc nó không có đảm bảo chất lượng thì những cái nguy cơ rất là cao. Đó là cái nhược điểm của nó. Kém an toàn. Kém an toàn về vấn đề gì? Dễ sắp thuốc. Hả? Sắp thuốc. À, đó là các cái phản ứng bảo vệ hoặc là giống bảo vệ. Chúng ta đưa thuốc vào máu đôi khi chúng ta tiêm với tốc độ quá nhanh, nó sẽ gây ra phản ứng tim hoặc là tim truyền, hoặc là chúng ta truyền với tốc độ quá cao chẳng hạn, hoặc là thuốc bệnh nhân mẫn cảm với thuốc có thể gây phản ứng bảo vệ và cái nguy cơ tụt huyết áp, rối loạn tuần hoàn có thể xảy ra rất là cao. Đôi khi anh chị đi tiêm hay đi nhà làm ở nhà người ta tiêm thuốc tê thôi, anh chị cũng bị bảo vệ. Hoặc là đôi khi chúng ta bây giờ nhìn mệt quá, hồi xưa đó, thì người ta nhìn chụp. Cái người xưa xưa mệt thì người ta hay tiêm cái ống gì đó chị biết không? Vitamin D. Vitamin C, la rút sắp phong rệt. Nó cũng gây cảm ứng sắp phong rệt, nhưng mà nhìn mệt cảm. Thì đây là tiêm vi da. Tiêm vi da thì chúng ta thấy khi chúng ta tiêm vào đây, thuốc nó sẽ phân bố vào cái quai vi da đây và nó hấp thu vào máu. Tiêm bắp thì chúng ta tiêm sâu hơn. Giữa tiêm vi da với tiêm bắp thì tiêm vi da nó gây đau nhiều hơn bởi vì nó chứa nhiều ngọt của dây thần kinh cảm giác hơn. Tiêm bắp khả năng nó tu nó tốt hơn về cái hệ thống mạch máu của bắp nó nhiều hơn mau lắm. Thì thường hiện nay cái tiêm vi da của chúng ta đó là rất là nhiều thuốc, trong đó cái thuốc điển hình nhất của tiêm vi da đó là insulin. Cái thuốc tiêm insulin á thì các chị đã muốn tiêm được chưa? Tiêm bắp thì chủ yếu là chúng ta sử dụng cho được cái những cái thuốc nhóm này á. Tiêm bắp. Kháng sinh là một, vaccine là hai. Đó là những cái thuốc hay dùng. Còn tiêm tĩnh mạch thì hỏi thì thuốc nào tan được trong nước có và nó vào dây tĩnh mạch thì thường người ta thích tiêm tĩnh mạch hơn. Bởi vì tiêm tĩnh mạch thì chúng ta sẽ cho tác động tức thời, tức là nó hấp thu là ngay chứ không có phải chờ gì hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể kiểm soát liều dùng cách chính xác. Đúng không các chị? Chị tiêm 500mg, nếu tiêm đúng kỹ thuật hoàn toàn thì nó sẽ vào trong hệ thống mạch máu là 500mg. Rồi nếu chúng ta có thể điều chỉnh cái thời gian tiêm truyền, điều chỉnh cái nồng độ thuốc ở trong máu bằng cách từ thay vì tiêm tĩnh mạch thì chúng ta tiêm truyền tĩnh mạch. Không vâng, không vâng. Đó, thì đó là cái ý điều tiên. Những đường khác thì chúng ta có thể thông qua phần mạc chẳng hạn như tiêm qua phúc mạc hay là tiêm qua cái màng bụng và tiêm trong màng phổi rồi đường vi sóng thì đường vi sóng chúng ta rồi cái hàng rào máu não ngang chúng ta thúc vào trong tế bào thần kinh, cho nên trong những cái trường hợp mà chúng ta cần điều trị đưa thuốc vào trong tế bào thần kinh chẳng hạn khối u não thì chúng ta có thể dùng cái đường vi sóng và cái đường khác là đường tại chỗ, chẳng hạn như
mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc bôi ngoài da, và đó là các đường thuốc luôn. Rồi bây giờ chúng ta vào cái khái niệm tiếp theo. Đó là đài đường đặc trưng cho quá trình hấp thụ. Đài đường đặc trưng cho quá trình hấp thụ là sinh thải dược. Như vậy nếu các chị có hai thuốc hay nhiều thuốc, các chị muốn xem thử thuốc này, khả năng hấp thụ của thuốc này so với thuốc kia đó nó cao hơn đó. Hoặc là các chị có cùng một thuốc, cái này các chị có paracetamol do Việt Nam sản xuất, và các chị có cái viên panadol do một cái công ty nước ngoài sản xuất, đúng không? Chúng ta có thử giữa hai cái dạng này hấp thu nó có giống nhau hay không? Nếu mà dạng Việt Nam sản xuất nó hấp thu dư là panadol thì chúng ta dùng thuốc Việt Nam đã tiền không? Thì như vậy muốn so sánh như vậy, cái đài lượng giúp cho các chị so sánh cho chúng ta sinh thải dược. Vậy sinh thải dược là gì? Thì theo định nghĩa của FDA sẽ là có liên quan vào cái thuốc và thực phẩm của Mỹ. Thì định nghĩa năm 2003 như sau: sinh thải dược là tốc độ và mức độ hấp thu thuốc vào trong hệ thống tuần hoàn và hiện diện tại vị trí tác động. Nhưng các chị có tới hai ý, đó là mức độ hấp thu và cái thứ hai là hiện diện tại vị trí tác động. Bây giờ mức độ và tốc độ hấp thu muốn xác định thì chúng ta làm sao? Muốn xác định tốc mức độ tốc độ hấp thu thì chúng ta làm sao? Dạ, tính từ cái gì thời gian? Ngồi xuống đi anh. Dạ, tính từ thời gian mà dùng thuốc cho tới thời gian mà đạt được cái nhiều độ dẫn trong mắt. Mơ hồ quá. Tức là chúng ta cho uống, chúng ta tiêm hay chúng ta làm bất kỳ cái gì, chúng ta lấy máu rồi chúng ta định lượng nồng độ thuốc trong máu theo thời gian, đúng không các chị? Đó là tốc độ mức độ hấp thu. Như vậy chúng ta sẽ xác được tốc độ hấp thu trong khoảng thời gian bao lâu, mức độ hấp thu là chúng ta có được nồng độ nó đạt đến mức nào, và tổng cái lượng thuốc trong máu là bao nhiêu. Bây giờ nhìn hiện tại vị trí tác động, chúng ta làm sao? Maximum đó, tức là nồng độ
tối đa, hay chúng ta còn gọi là nồng độ đỉnh, đạt đỉnh là nồng độ cao nhất. Cái thời gian tương ứng với cái nồng độ này thì chúng ta gọi là Tmax, tức là thời gian đạt được nồng độ đỉnh hay là nồng độ tối đa. Ta nắm những cái khái niệm đó. Rồi bây giờ AUC, AUC là cái gì? Anh chị nghe từ này chưa? Diện tích dưới đường cong là diện tích dưới đường cong. A là area, area là diện tích. U là under, C là curve. Biết được diện hai rồi chứ không? Đâu biết rồi chứ rồi. Thì AOC diện tích đi. Area, under. Area under. Area under. Còn cái PC cũng được. Diện tích, diện tích dưới đường cong, area là diện tích rồi. Area under là dưới rồi, in đường cong. C là chắc đường cong. Đường cong đó, ấy là đường cong mà đi là sẽ cỏ. Đường cỏ. Đi đó cái. Thì cong không có cong. A, U, C, area under cong. Đường cong thì đường cong là đường nào? Đường cong là đường này nó cong. Bây giờ toàn bộ cái diện tích dưới này chúng ta gọi là diện tích dưới đường cong. Toàn bộ diện tích này chúng ta gọi là AUC. Vậy AUC thực tế sẽ phản ánh cái điều gì vậy? Không phải nồng độ, nồng độ là anh tính ra được. Ví dụ như 3 mg trên ml đấy, nó không phải nồng độ. Không phải là cố gắng trong máu. Nó không phải nồng độ. Ví dụ như chỗ này anh tính được là 5 mg trên ml đấy, chỗ này là 170 mg trên ml đấy, nó không phải là nồng độ. Vậy nó sẽ gì? Hàm lượng thuốc trong máu. Là tổng lượng cũng không phải hàm lượng đó. Tổng đó là tổng lượng thuốc có trong máu. Tức là toàn bộ cái này là tổng lượng thuốc có trong tuần hoàn này nha các chị. Như vậy các chị dính diện tích này thì các chị sẽ được tổng lượng thuốc có trong máu. Để làm gì? Rồi bây giờ tôi ví dụ trái các chị ở chung này. Cái nồng độ này nó phải nói thẳng rồi, phải nói thẳng rồi, tại nếu mà anh nói hàm lượng rồi. Ví dụ như thì số kiểu tại gì? Tại từ cái thời điểm nó ý nó là cái giai đoạn cuối cùng nó đầu hả? Cũng liều bao nhiêu? 500 mg chúng ta đủ uống 500 mg thôi đó, sẽ có bộ. Đúng không chị? Bây giờ tôi lấy diện ra đi làm cái nghiệm thì chị uống xong cái 50 mg của tôi lấy máu. Tôi tính được tổng diện tích của cái này. Là 4 cặp mg. Tức là sau khi tính từ thời điểm cái phòng này được tổng lượng paracetamol có trong cơ thể chị đó, tức là cái máu đó, ha, cái máu là trong cơ thể là 4 cặp mg. 80%. Được chưa? Vậy thì điều đó có nghĩa gì chị? 4 mg chỉ cần 100 mg phải vậy. Tức là không biết chị có tu chuyển hóa như thế nào, nhưng mà chị uống 500 chị có trong máu hay 400 gì đó. Như vậy sinh thái dùng của chị là 480 mg. Còn nó chuyển hóa nó tu như thế nào chúng ta không quan tâm, chưa quan tâm. Như vậy thì cái chỗ này nó giúp cho chúng ta, cái chỗ AOC này giúp chúng ta xác định cái được cái sinh thái dùng gì. Như vậy bất kỳ một thuốc nào khi các chị ra đời, các chị cũng có thể xác được, định được sinh thái dùng của nó. Liều cho uống chúng ta biết không? Biết. Sau khi uống xong lấy máu tính tổng lượng thuốc biết không? Biết. Chúng ta chia ra, như vậy thuốc nào chúng ta cũng có sinh thái dùng. Đó. Và như vậy thì cái AUC này chúng ta xác định sinh thái dùng. Thì thông thường người ta tính sinh thái dùng của một thuốc bằng AUC là thuốc, PO là thuốc, chia cho AUC đường tĩnh mạch. Ví dụ như tim tĩnh mạch bây giờ các chị không cho uống nữa, mà tim cho chị 500 mg paracetamol, như vậy tổng lượng máu trong tuần hoàn tổng lượng paracetamol
500 máu có gì là bao nhiêu? 500. 500, đúng không các chị? À, như vậy các chị lấy 400 chia 500 sẽ ra được. À, và chúng ta lấy cái liều thuốc được hấp thụ chia cho liều thuốc được sử dụng. Dạ, nhắc rồi. Đó, đó là đài lượng giúp xác định sinh thái dụng. Và để đến cái này thì dễ lắm, cái đường cong này các chị chia nhỏ ra. Thì cái đường nó cong như thế này, nhưng nếu các chị chia ra từng đầu nhỏ thì nó trở thành được gần như là thẳng. Như vậy thì chúng ta tính diện tích của các tam giác thì tăng, các chị cộng tất cả cái này lại thì các chị được. Ví dụ như chỗ này, các chị gạt nó xuống, thì thời điểm các chị xác định được không? Được. Độ cao, các chị xác định được không? Đường cao đấy là gì đây? Cái này nằm vào đúng. À, các chị tính diện tới cái này. Rồi tiếp theo chỗ này, các chị cứ cộng 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 này. À. Nhưng mà cái này mà làm những cái toán của chúng ta đó là đúng theo là toán á, thì chúng ta gọi là làm cái gì vậy? Tích phân. À, làm tích phân á. À, vậy thôi. À. Rồi, đây là sinh khai dụng. Bây giờ chúng ta có hai cái khái niệm sinh khai dụng. Một là sinh khai dụng tuyệt đối và hai là sinh khai dụng tương đối. Ngủ ra rồi trả lời cho tôi xin khai dụng tuyệt đối là gì, xin khai dụng tuyệt đối là gì. Anh hiểu như anh nhận giờ trên này nó có hai cái hình, hai cái hình này nó có hai cái chữ mà nó có từng đó thôi. Bây giờ anh hiểu thế nào là xin khai dụng tuyệt đối, thế nào là xin khai dụng tuyệt đối. Thank you.
Paracetamol Paracetamol Hàng hiệu đó. Hàng hiệu là cái gì? Cao cái gì đâu mà cơ? Cao cái gì đâu mà cơ? C cái là Brand Name. Đó. Cao ra đó là Brand Name. Brand Name thì rất là nổi tiếng của nhà cũng thôi. Vô như người Mai Anh cũng biết không là lần đầu tiên lấy cao người lớn đó. Thì trả lời đi xuống chơi đến cái gì? Ba rồi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ khái niệm về tương đương sinh học. Thuốc generic là tại sao chúng ta nói cái này, bởi vì bây giờ cái quy định của Việt Nam, của Bộ Y tế Việt Nam đã cho tất cả các bệnh viện chúng ta ưu tiên sử dụng thuốc generic. Các chị chẳng hạn như các chị có paracetamol và panadol thì đương nhiên paracetamol sẽ được ưu tiên sử dụng hơn panadol. Muốn sử dụng paracetamol, bác sĩ phải yêu cầu điều đầu tiên đó là hiệu quả điều trị của paracetamol và panadol tốt thì muốn làm cái đó chúng ta phải chứng minh sinh sai dụng tương đối của họ là gần giống nhau. Muốn chứng minh sinh sai dụng tương đối nó khác nhau chúng ta làm cái gì? Hai cái. Đây các chị nói, đây các chị phải đo được cái xe mắt, tay mắt được chưa các chị? À, đo được cái này và đo được cái AUC thì cái sinh sai dụng của nó này các chị sẽ coi ở đây. Hai thuốc được xem là tương đương về mặt sinh học, có nghĩa là khả năng điều trị của nó có thể giống nhau hoặc là gần giống nhau, không có khác biệt trên lâm sàng, thì tối thiểu cái AUC của nó phải nằm từ 80 cho đến 1,25% so với 100% so với thuốc. Đó, cái thời gian đạt nồng độ định phải tương đương với số đó, và cái nồng độ tối đa của thuốc thử nghiệm nó phải đạt gần với 80 cho đến 1,25% so với thuốc đó. Những cái thông số như thế này thì chúng ta có thể làm đẹp là thuốc thử nghiệm và tương đương với thuốc đó về mặt hấp thu, và như vậy chúng ta suy ra được cái gì là thuốc đó. Đó chúng ta sẽ nói là cái này nói đến này thì chúng ta cũng vô thì vần có hấp thu đã được đánh giá ở xe mắt. Anh chị đo ở đây chẳng hạn như các chị đo được ở đây là 3 giờ thuốc chúng ta thử nghiệm, anh chị ở đây đo được 1 giờ như vậy tốc độ chỉ cần 1 giờ nó đã rồi, nồng độ định cái này. Cái thứ hai nữa, tay mắt cũng vậy, hai cái thông số này giúp xác định cái đó. Thì đó là tương đương về mặt sinh học. Có nghĩa là cái này chỉ tính như thường rồi. Bây giờ đây là các cái sử dụng của các tướng sử dụng tính mặt 100% theo định nghĩa. Có nghĩa là về mặt lý thuyết là 100% như trên thực tế thì nó đạt khoảng 99.99%. Tại sao vậy chị? Gần máu đường tan. Bởi vì kỹ thuật tim của chúng ta bao giờ lấy được hết cái thể tích ra trong cái là anh chị tiêm cũng vậy, khi anh chị đó là ống 2 ml, anh chị rút người ta kêu tiêm 2 ml, anh chị rút có đúng 2 ml nữa, rút ra nó tiêm anh chị phải làm cái bọt bay đi nữa, mất thành phần nữa, cho nên chúng ta tiêm thường nó cũng làm được tới 100% rồi. Rồi tiếp theo nữa là tiêm bắp thịt và tiêm dưới da thì sinh thai dùng của nó có thể từ 75 đến 100%, tức là thu rất là tốt. Đường uống có thể là 5%, có những thuốc hấp thu có 5%, tức là uống 100 ml ra thì thực tế chỉ có 5 ml có gì gì trong tuần hoàn đồng thôi. Và dưới 100%, tại sao dưới 100% thì chị tại sao nó bao giờ lắm nói là ghen ngồi đi chị, nó sẽ bị chuyển hóa lên đầu có ghen nên nó bao giờ đạt được 100%, ngoài trừ thuốc không chuyển hóa thôi. Đường được đàn hấp thu khá là tốt, đường ít hồi nãy đó 3-5% là đường qua da, chúng ta bị qua da nó hấp thu rất kém, nhưng thực ra những thuốc bào chế qua da nếu đã hấp thu rất là tốt.
Rồi tôi đưa về sinh học ha, thì cái này chúng ta chỉ nói thôi, cái này trong vở kia các anh chị học rất là kỹ, tôi chỉ đưa cái khái niệm thôi. Tương đương về mặt sinh học đầu tiên phải là tương đương về mặt vở kia. Các chị muốn so sánh hai thuốc đầu tiên hai cái này hay giống với nhau về mặt vở kia, cho các chị có thể so sánh một cái uống với một viên đầu tiên được. Cái thứ hai các chị không thể so sánh một cái viên uống với viên chua bọt được, đúng không các chị? Mà trừ các chị muốn so sánh thứ nó góc độ thu như thế nào và còn về tương đương sinh học là vở kia giống nhau. Tức là cùng phẩm chất, cùng hàm lượng, cùng nồng độ, cùng dạng vật chất, cùng được dùng. Cái thứ hai là tương đương sinh học, đó là chúng ta tính tổng độ của độ thu thì cái muốn tính thì các chị nhiều không được chưa? Và cái chị lưu ý ở đây CI có nghĩa là khoảng tin cậy 90%. Cái chị đều đã tốt nghiệp đại học một lần rồi. Bây giờ đại học lần thứ hai chúng ta chưa biết chúng ta có tốt nghiệp hay không, nhưng mà cái CI có nghĩa là cái gì? Khoảng tin cậy. CI là chúng ta có điều gì đây? Chị học có bây giờ cái gì làm thống kê về chưa? À, làm thống kê rồi, cái thông điệp mà chúng ta thế nào có làm thống kê về CI là gì? Mà đã chúng ta nói là khoảng tin cậy là cái gì, là biết ta có điều gì? Hả? Rồi, cái gì về học là qua lại coi thống kê, cái gì đó học lại tương có thống kê không? À, thì các chị đã qua một cái bạn ấy, các chị cũng học cái này và các chị về qua cái thử độ tin cậy 90% là cái gì nha. Các chị nghĩ 15 phút thì anh đi tập về để các chị ngủ quá.